Tiền vệ ngôi sao Angel Di Maria đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út để gia nhập Benfica lần thứ hai sau khi rời Juventus. Nhà vô địch World Cup 35 tuổi đã rời Juventus với tư cách là cầu thủ tự do vào tháng trước trong bối cảnh có những thông tin rằng anh trở thành mục tiêu của một số đội bóng từ Ả Rập Xê Út. Nhưng Di Maria, người đã trải qua 7 năm ở PSG trước khi chơi cho Juventus mùa giải trước, đã đi ngược lại cuộc đổ bộ của nhiều ngôi sao kỳ cựu đến Ả Rập Xê Út bằng cách ký hợp đồng với Benfica. Angel Di Maria đã ký hợp đồng với Sport Lisboa e Benfica do huấn luyện viên Roger Smith dẫn dắt. Câu lạc bộ Benfica cho biết trong một tuyên bố ngày 6 tháng 7 mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Di Maria trước đây thi đấu cho câu lạc bộ ở Lisbon trong giai đoạn năm 2007 đến năm 2010, trước khi trải qua 5 mùa giải ở Real Madrid và 1 mùa giải ở Man United trước khi đến đội bóng thủ đô Paris, Pháp. Trước đó, đồng đội ở đội tuyển Argentina của Di Maria là Lionel Messi cũng từ chối lời đề nghị với mức thu nhập khủng để đến đất nước vùng vịnh để gia nhập câu lạc bộ Inter Miami, Mỹ. Di Maria và Messi được xem là những người hùng góp công lần giúp đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Trước đó, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và N'Golo Kanté đều lần lượt gia nhập các câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Di Maria trở lại Benfica sau một sự nghiệp nhiều vinh quang, trong đó anh từng cùng đội bóng ở Lisbon vô địch Bồ Đào Nha vào năm 2010. Trong sự nghiệp, tiền vệ công 35 tuổi này đã giành được hầu hết các danh hiệu danh giá nhất ở cấp câu lạc bộ như Champions League cùng Real Madrid năm 2014, La Liga, League 1.